chỉ nghĩ cho mình rồi, nên toàn bộ sự việc đều vì công ty hết á, vì lợi ích công nói ty. Nói chung tôi mặc kệ hết, cô chỉ biết cãi với tôi là giỏi thôi. Sau này không được đếm xỉa ba cô Hồng Kông kia nữa, nếu không sẽ như quá trước này. Trời ơi.